Hey, 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 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay một mạch điện rất đơn giản mà chúng ta có thể tự lắp. Đây là một chiếc ắc BT41700. Có nghĩa là một con thì nó sẽ không mạnh bằng hai con. Thì mỗi một con gì là 40A 700V. Và hai con thì nó là 82A và cũng là 700V. Sức chịu đựng của nó, nếu chúng ta tăng gấp đôi công sức thì các bạn hãy gắn thêm. Và đây là sơ đồ rất là đơn giản, chỉ có một hai linh kiện thôi. Tôi có thể biến nó từ 220V trở thành 110V, xài cho các thiết bị nội địa như máy khoan và điều chỉnh motor, điều tốc, máy nước nóng. Cái chân giữa này là các bạn biết chân gì không? Chân bì này các bạn biết chân gì không? Đó là T1, T2 và chân G. Ứng theo vị trí của nó mà các bạn làm nhé. Rồi đây là một cái tụ. Tụ này là 0.15 microfarad 400V. Các bạn hãy hàn một chân vào chân T1. Các bạn làm theo tôi thì mạch điện sẽ đơn giản hơn và gọn gàng hơn. Đây là phiên bản nhỏ gọn, có thể để được ở bất kỳ nơi đâu trong cái khoang của chúng ta. Tiếp tục, các bạn dùng 3 con điện trở 470kg. 3 con điện trở này mắc song song sẽ giảm giá trị của nó gấp 3 lần và tăng công suất của nó lên, sức chịu đựng của nó lên gấp 3 lần. Bạn cũng có thể dùng điện trở 156 kΩ, với điều kiện đó là phải 2W. Hàng vào chân giữa gọi là chân T2. Một điều mà các bạn cần phải quan tâm đó là chân T2 phải có điện trở đi về chân G qua con vi ắc. Tùy theo các bạn cộng trừ nhân chia, miễn sao nó đạt giá trị 156 kΩ. Sau đó bạn hàn chân còn lại vào cái tụ. Tôi dùng một con Tiac DV3. Hàng vào điểm nối giữa tụ và điện trở. Chân còn lại của Diac tôi sẽ hàn vào một con điện trở. Trước khi hàn vào điện trở, tôi sẽ hàn hai cọng dây đầu vào và đầu ra của điện thế. Đầu tiên tôi hàn đầu ra 110V AC. Tiếp theo sau đó tôi sẽ hàn một cọng dây vào chân T2, đó là dây input điện thế 220V. Tiếp tục,
Sau khi cắt tỉa gọn gàng, tôi dùng một con điện trở 390 ohm hoặc là 330 ohm. Hàn vào chân đi ắc và chân G của tri ắc. Sau khi hàn xong, chúng ta sẽ lắp vào máy khoan. Đây là chu điện. Máy khoan đang dùng điện 100V AC. Tôi sẽ chuyển nó ra trở thành 110 qua mạch điện của chúng ta mới vừa thiết kế. Đây là công tắc và sơ đồ của điện đi như thế này. Điện 220V phải qua mạch cản vào máy khoan. Mạch điện của chúng ta thiết kế gồm có hai cọng dây. Các bạn sẽ nối tiếp dây điện vào của máy khoan. Đây là điện 220V, nên các bạn đấu theo chiều nào cũng được. Bạn có thể để vào gọn gàng ở trong một cái chiếc ống. Và bây giờ tôi sẽ đấu điện vào. Tôi sẽ nối tiếp với bất kỳ một sợi dây nào của đầu vào máy khoan. Bạn có thể tăng công suất lên hoặc là gắn thêm miếng tản nhiệt. Để khi chúng ta dùng lâu, tri ắc sẽ thoát nhiệt qua miếng nhôm. Một điều kinh nghiệm của tôi đó là hãy chỉnh mạch điện của chúng ta từ 90V hoặc là 80V để máy khoan chạy mát hơn và bền bỉ hơn. Đây là mạch điện thích hợp cho khoan, động cơ, điều tốc và bếp, lò xo. Không nên dùng cho những thiết bị điện tử. Sẽ có phiên bản sau này, các bạn hãy đón xem. Khoan này là khoan bự luôn các bạn, khoan bê tông đó nha, khoan bê tông á.